Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Ngôn ngữ của loài mèo của tác giả Mạnh Trung. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Nhiều người cho rằng tính cách của mèo rất khó gần và lạnh lùng. Nhiều người nuôi mèo đã phàn nàn rằng họ cảm thấy không nhận được sự chào đón từ chú mèo mỗi khi về nhà. Điều này khác hoàn toàn với những chú chó. Phải chăng là chúng không quan tâm tới bạn? Rất nhiều người lo lắng điều đó, nhưng chúng luôn cố gắng để lắng nghe và hiểu chủ nhân. Trong khi mọi người chủ yếu dựa vào lời nói để giao tiếp, thì mèo chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ im lặng. Mèo nói bằng cách sử dụng kết hợp phức tạp của ngôn ngữ cơ thể, giọng hát và tín hiệu của mùi hương. Chỉ cần để ý những hành vi hay là ánh mắt của mèo là bạn có thể biết mèo muốn gì. Từ đó mà làm tăng mối quan hệ thân thiết giữa bạn và thú cưng. Đầu tiên thì chúng ta cần hiểu rằng loài mèo không hề vô tâm. Nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng chó là những người bạn đồng hành trung thành, tình cảm, trong khi mèo chỉ là những thú nuôi đáng yêu, thích được cưng nựng và có phần xa cách. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới đây, mèo thực chất có thể gắn kết với bạn bè của chúng tương tự như chó, thậm chí có phần nhỉnh hơn nữa cơ. Những chú mèo đáng yêu lại rất hòa đồng và sống tình cảm. Mèo thường thích tương tác với con người hơn so với thực phẩm hoặc đồ chơi. Vẻ lạnh lùng hờ hững của loài mèo hay vẻ thắm thiết thân mật của loài chó đơn giản chỉ là cách thể hiện bên ngoài của mỗi loài vật khác nhau. Định kiến về kỳ vọng của con người với loài vật tác động đến hành vi của chúng. Khi buộc mèo phải có hành xử như chó, như bày tỏ sự chú ý cuồng nhiệt, ta đã đẩy chúng ra xa khỏi hành vi tự nhiên. Sự bất lực của con người khi không hiểu được thái độ của mèo khác với chó cũng là một phần của vấn đề, thậm chí cả với những chuyên gia nhiều năm được đào tạo cũng mắc phải. Vì thế, bài này sẽ giúp bạn phần nào hiểu về loài mèo hơn. Ngôn ngữ nói. Tiếng kêu nói chung không phải là hình thức giao tiếp ưa thích của mèo. Ngôn ngữ mẹ đẻ của mèo là hệ thống phức tạp bao gồm mùi hương, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể phức tạp và sự đụng chạm. Mèo sớm hiểu rằng chúng ta không nắm bắt được dấu hiệu phi ngôn ngữ mà chúng gửi đi, cho nên chúng kêu lên nhằm để giao tiếp bằng ngôn ngữ của chúng ta. Mèo là loài có ngôn ngữ âm thanh khá đặc biệt. Chúng phát ra những tiếng meo meo, nhưng mỗi khi phát âm thanh ra lại mang một âm sắc khác nhau. Có những âm thanh mang tính yêu cầu, kháng nghị hoặc biểu hiện một sắc thái khác nhau. Sau đây là một số lý giải về âm thanh từ mèo. Nếu như mèo kêu meo ngắn thì đó là lời chào. Mèo dứt khoát, đó là đang chào hỏi. Mèo liên tục là chào hỏi nhưng với tâm trạng rất phấn chấn. Kêu meo nhưng âm vực thấp, yêu cầu nước hoặc là thức ăn. Meo nhưng mà kèm gru kéo dài thì là một nhu cầu cho một cái gì đó. Còn meo kèm gru ở khoảng thấp thì là khiếu nại hoặc không hài lòng. Còn meow kèm gru ở khoảng cao thì tức là giận dữ, đau hoặc là bị sợ hãi. Còn nhấp nháy môi, răng liên tục và nhanh tức là phấn khích hoặc là thất vọng. Những tiếng kêu nhỏ nhẹ, chip chip. Tiếng kêu này có nghĩa là chú mèo nhà bạn muốn bạn hãy đi theo chúng. Thường là chúng sẽ dẫn bạn đến bắt thức ăn của chú ấy. Nếu nhà có nuôi nhiều mèo thì bạn thường xuyên sẽ nghe thấy chúng nói chuyện với nhau theo cách này. Nếu như kêu rừ 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 là biểu hiện của sự hài lòng. Những chú mèo thường kêu như vậy khi chúng cảm thấy vui vẻ hoặc khi chúng đang ăn. Tuy nhiên, đôi khi tiếng kêu rừ rừ này lại thể hiện sự lo lắng, mệt mỏi. Chúng kêu như vậy để giải tỏa cho chính mình. Những tiếng gầm gừ, rên rỉ hoặc rít lên cho thấy chú mèo đang khó chịu, hoảng sợ, tức giận hoặc là hung hãn.
Tiếng kêu hét lên ngao ngao lại cho bạn biết rằng mèo cưng đang trong tình trạng nguy hiểm hoặc có thể chúng đang trong tình trạng đau đớn. Tuy nhiên, ở những chú mèo trong thời kỳ sinh sản và không bị thiến thì những tiếng kêu này lại là hành vi tán tỉnh bạn tình, nghe rất là khó chịu. Còn nếu những tiếng kêu này phát ra từ chú mèo già trong nhà bạn thì có lẽ chú ấy đang phải chịu chứng rối loạn nhận thức hay là chứng mất trí. Và có lẽ chúng kêu thét lên như vậy vì chúng đang đi lạc đường hay là mất phương hướng. Những tiếng kêu như tám chuyện, díu gian là những âm thanh tạo ra bởi chú mèo yêu nhà bạn khi chúng ngồi bên cửa sổ quan sát những chú chim hoặc những chú sóc. Ngôn ngữ cơ thể. Tai, nếu hướng về phía trước thì là thể hiện sự thích thú, vui vẻ. Hơi ngả ra sau là cảm thấy căng thẳng hoặc sợ hãi, cũng có thể là đang vui mừng, phấn khởi. Hướng về sau nhưng giãn ra hai bên, thể hiện sự bực bội, tức giận hoặc sợ hãi. Xoay qua xoay lại, thể hiện sự chăm chú lắng nghe. Mắt, đồng tử mở nhỏ, thể hiện sự hung hãn nhưng cũng có thể là sự thỏa mãn, hài lòng. Còn đồng tử mở rộng, thể hiện sự lo lắng, hoảng sợ nhưng cũng có thể là vui vẻ, ngoan ngoãn. Có thể là phòng vệ một cách dữ tợn nhưng cũng có thể là vui đùa nghịch ngợm. Còn đối với đuôi, nếu đuôi dựng thẳng và cong lên ở phần cuối thì là mèo đang vui vẻ. Còn đuôi co giật tức là chúng cảm thấy hào hứng hoặc lo âu. Còn nếu lông đuôi dựng đứng hoặc xù lên thì là mèo đang hào hứng hoặc cảm thấy bị đe dọa. Đuôi rung lên, chúng rất hào hứng và phấn khởi khi được gặp bạn. Lông đuôi dựng lên và đuôi cong ở phần cuối thành hình chữ N, đây là dấu hiệu gây hấn, có thể xuất hiện trong khi đánh nhau với mèo lạ hoặc tự vệ. Lông đuôi dựng đứng nhưng đuôi xà xuống thấp, làm mèo của bạn đang cảm thấy hằn học hoặc sợ hãi. Còn nếu đuôi xà xuống và giấu xuống dưới thì là chúng đang sợ hãi. Cơ thể, lưng gập lại và lông dựng lên cho thấy sự sợ hãi hoặc tức giận. Lưng gập lại và lông bằng phẳng, thích thú với việc bạn chạm vào người chúng. Nằm dài lưng và kêu rư rư là cảm thấy thư giãn. Cọ sát, những gì chúng làm mục đích là để đánh dấu lãnh thổ của mình. Bạn sẽ phát hiện ra rằng chúng cũng sẽ cọ sát lên cả ghế, cánh cửa, đồ chơi của chúng và tất cả mọi thứ trong tầm ngắm. Chúng muốn nói cho mọi người biết rằng đây là những thứ thuộc về mình, bao gồm cả bạn. Nhưng dù sao thì chúng cũng vẫn rất yêu bạn. Khụt khịt ở mũi, cho thấy chúng đang thu thập những thông tin. Nhận diện hành vi giao tiếp. Mèo ngửa mặt, đầu hơi nghiêng, đây là dấu hiệu chào hỏi. Chúi đầu và lắc lắc là đang vui mừng hoặc yêu thích cái gì đó. Nụ hôn bằng mũi ẩm ướt thể hiện sự trìu mến khi mèo chạm mũi vào bạn. Hành động này có nghĩa là chúng thích và cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Mèo cạ đầu, đi vòng quanh và quấn đuôi vào một người hay con vật là hành động chào hỏi đặc trưng. Hành động dụi đầu vui vẻ thể hiện sự thân thiện, yêu thích. Mèo ngửi khuôn mặt của người để nhận diện bằng mùi quen thuộc. Mèo dùng bàn chân nhồi bóp nhịp nhàng, chuyển đổi giữa chân phải và trái là dấu hiệu vui vẻ, mãn nguyện hoặc đùa nghịch. Hành động xoa bóp thể hiện chúng biết rõ và tin tưởng bạn. Mèo dùng lưỡi liếm bạn thể hiện tin tưởng tuyệt đối. Chúng có thể xem bạn là thành viên trong gia đình, giống như mèo mẹ chải chuốt liếm lông cho mèo con. Nếu mèo mẹ đang cố ngoậm tóc, có thể chúng đang chải chuốt cho bạn. Điều này có nghĩa là chúng thật sự yêu quý và tin tưởng bạn. Một số chú mèo thường thể hiện tình yêu thực sự bằng cách bắt chước hành động. Bạn có thể kiểm tra bằng cách giả chết trên sàn. Mèo sẽ ngửi và đẩy nhẹ, sau đó cũng giả chết theo. Trong trường hợp mèo cắn nhẹ, đây là dấu hiệu cảnh báo bạn nên để chúng một mình. Khi cắn nhẹ nhàng kết hợp với vờn chân, hành động này nghĩa là chúng đang muốn nô đùa với bạn. Ngôn ngữ của mèo qua đôi mắt. Dân gian vẫn thường có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy đối với những chú mèo thì cửa sổ tâm hồn ấy biểu thị những điều gì? Khi bị kích động, đôi mắt mèo sẽ biểu hiện như thế nào? Khi bị kích động mang tới cảm giác sợ hãi, tức giận hay thích thú đều dẫn tới sự co lại đột ngột của đồng tử. Chúng ta có thể thấy rõ sự thay đổi này. Bạn có thể quan sát khi đặt thức ăn cho mèo trước mặt chúng. Đôi mắt mèo khi thể hiện tình cảm và sự tin tưởng.
Mắt mèo sẽ mở to khi chúng tỉnh táo, khi thể hiện sự tin tưởng và yêu quý với chủ nhân. Khi cảm thấy thoải mái và tin tưởng, chú mèo thường có dáng rũ xuống, đôi mắt lim dim, nhìn chúng với ánh mắt âu yếm và nhẹ nhàng chớp mắt. Nếu chú mèo chớp mắt lại với bạn, thì bạn đã nhận được tình cảm sâu sắc từ chúng. Ngôn ngữ của mèo qua ánh mắt bảo vệ địa vị. Mắt chúng sẽ nhìn chằm chằm và không chớp từ một khoảng cách nhất định. Điều đó có thể hiểu là dấu hiệu của sự kiểm soát hoặc thống trị hoặc công kích. Những người chủ thường không nhận ra hành vi này của loài mèo. Những biểu hiện như thế thường thể hiện khi chúng có tư tưởng muốn kiểm soát, có thể là trước nguy cơ bị lấn chiếm về đồ ăn, đồ chơi từ các thành viên mèo khác trong nhà. Các ngôn ngữ của mèo đôi khi bạn phải thật tập trung mới có thể nắm bắt được. Hay đơn giản là việc nhìn chằm chằm không chớp mắt giúp mèo cảnh cáo những chú mèo khác, báo hiệu chúng không được đến gần bát thức ăn, chỗ ngủ hay địa phận của nó. Nhiều lúc đôi mắt chúng cũng toát lên vẻ uy quyền khủng khiếp, thậm chí sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngôn ngữ của mèo trong đôi mắt đầy diễn biến xung đột. Mắt ti hí ám chỉ những cảm xúc mạnh như sợ hãi hoặc kích động. Việc thu nhỏ đồng tử cũng có tác dụng bảo vệ mắt khỏi móng vuốt của đối thủ. Những chú mèo thường khá nhạy cảm, việc bị kích động bởi những đối tượng lạ khiến chúng trở nên sợ hãi. Nếu vô tình bạn bắt gặp ánh mắt chú mèo nhà bạn trong trạng thái này thì hãy cẩn thận nhé. Hãy quan sát xem xung quanh chúng có gì bất thường không. Không nên để chú mèo nhà bạn rơi vào tình trạng này quá lâu nhé. Lưu ý là bạn hãy tránh việc che mắt một chú mèo lạ, nếu không bạn có thể bị chúng tấn công. Học cách nói chuyện với mèo bằng ngôn ngữ và cử chỉ. Dùng giọng điệu hơi cao để truyền tải sự thân thiện và giọng nói hạ thấp để thể hiện sự không hài lòng hoặc hung hãn. Việc lặp lại giúp mèo xác định hành động phù hợp. Bạn có thể lặp lại một từ như là ngủ hoặc giường mỗi khi đi ngủ. Cuối cùng, mèo sẽ bắt đầu liên kết âm thanh của từ được lặp lại với hành động của bạn và thậm chí có thể đi ngủ trước cả bạn cơ. Đừng lạm dụng những hành động như ôm chúng quá nhiều sẽ làm mèo khó chịu. Đôi khi mèo cũng cần có không gian riêng tư chứ. Khi thấy chúng phát ra những âm thanh gầm gừ thì bạn nên để mèo tự do. Nếu bạn cứ chớp mắt chậm rãi khi nhìn mèo yêu, chúng sẽ phản ứng lại bằng cách tiến lại gần hoặc vuốt ve. Đây được xem là cử chỉ không mang tính đe dọa. Không nên nhìn chằm chằm trực tiếp vào mắt mèo, nếu không mèo sẽ cho rằng bạn không thân thiện hoặc là có thái độ gây hấn. Nếu mèo muốn đi đâu đó, ví dụ như ngồi cạnh bạn trên ghế dài chẳng hạn, nhưng không chắc chắn, thì bạn có thể vỗ nhẹ lên mặt ghế và dùng giọng điệu nhẹ nhàng, khẳng định để mời chúng ngồi cạnh. Luôn nhất quán giữa ý định cử chỉ. Nhiều người nuôi thú cưng thường hay đưa ra tín hiệu mập mờ khi nói không nhưng lại vuốt ve mèo cùng một lúc. Điều này làm chúng cảm thấy bối rối. Vì vậy, nếu bạn muốn mèo đi ra chỗ khác thì nên thể hiện một cách kiên định và đẩy nhẹ, không gần gũi để chúng biết rằng sự hiện diện lúc này là không phù hợp. Không nên la mắng hay phạt mèo bằng hành động lên cơ thể. Điều này chỉ làm cho mèo sợ hãi và nổi giận, chẳng những không có lợi mà còn hại thêm. Thay vào đó, bạn có thể dùng giọng điệu nghiêm khắc nhằm thể hiện thái độ không hài lòng. Mèo sẽ hiểu được điều này và cảm nhận được sự không vui từ bạn. Cách ra lệnh cho mèo. Luôn nhất quán giữa cách dùng từ, tông giọng và một số dấu hiệu đi kèm trong khi đưa ra mệnh lệnh để giúp cả hai thống nhất và nắm bắt nguyện vọng rõ ràng. Dùng giọng điệu ra lệnh khi mèo đang làm hành động mà bạn cho là không phù hợp, nên thể hiện thật tự nhiên và có thể lặp lại dễ dàng, nhưng cần khác biệt với giọng nói hàng ngày của bạn. Khi bạn dùng giọng điệu này, ít thường xuyên nhưng nghiêm túc, mèo sẽ học cách liên kết giọng nói với ý nghĩa rằng chúng đang làm bạn không vui. Dùng tiếng suýt nhanh và the thé thể hiện mệnh lệnh không. Âm thanh này có thể truyền tải sự trừng phạt hoặc cảnh cáo tương tự như trong ngôn ngữ của mèo và bạn có thể dùng nó để truyền tải ý định rõ ràng hơn cho mèo. Bằng sự kiên nhẫn, mèo có thể được huấn luyện, học cách đáp lại mệnh lệnh giống như chó, thậm chí bạn có thể dạy cho chúng cách bắt tay nữa đấy. Kết. Luôn mang tiếng đanh đá nhưng không phải ai cũng biết rằng chủ yếu cách hành động của mèo là học từ chủ nhân. Hầu hết mèo nhà bắt chước đặc điểm tính cách, lối sống từ chủ nhân của chúng. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể hiểu thêm về chúng, hãy quan tâm chúng nhiều hơn vì chúng là loài động vật thông minh
và gần gũi, chứ không lạnh lùng và vô tâm như mọi người vẫn nghĩ đâu. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Khánh Linh. Bye!